Sự khác nhau giữa tôi và mẹ tôi phần 3, khi nấu đồ ăn, tôi. Mẹ tôi. Rồi, cho mấy dụng ăn cho coi. Rồi, bằng lắm ạ. Rồi, nóng rồi, nóng chưa? Ô, chưa đủ nóng nữa. Thôi, được rồi, được rồi, được rồi, cho hai cục lạp xưởng cho coi. Rồi, quất lên, quất lên, quất lên. Rồi, chín mấy đứa, lên lụm gạo mới đây. Rồi, xong bữa cơm luôn.